Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách mà chúng ta cài cái phần mềm MetaTrader 4 lên trên máy tính của mình để chúng ta căn cứ vào đó chúng ta phân tích giá cả hàng hóa trên thị trường tài chính thế giới, ví dụ như giá các đồng tiền, giá chứng khoán, giá vàng ngoại tệ hay là kim loại chẳng hạn, vân vân. Thì bây giờ để có thể download được cái phần mềm này thì chúng ta vào trong cái diễn đàn đầu tư tại nhà.com. Chúng ta vào đây và chúng ta kéo chuột xuống trong phần download, chúng ta chọn là MetaTrader 4, chúng ta download về máy, chúng ta click vào, chúng ta click chuột vào đây, chúng ta download về máy. Rồi sau đó thì chúng ta chọn vô cái phần là chúng ta lưu, thì chúng ta lưu ở đây là lưu bên trong phần document, chúng ta lưu và chúng ta bấm download về. Bây giờ chúng ta mở vô cái phần document nơi mà chúng ta đang lưu cái file MT4 này ở đây, cái file phần cài đặt của MetaTrader 4 này ở đây. Chúng ta double click vô, chúng ta cài đặt, sau đó chúng ta check vào đây, rồi chúng ta bấm ở next để cài đặt. Sau khi nó cài đặt xong thì chúng ta chờ cho cái nút next này nó xuất hiện, nó là đầy đủ cái tập tin, và chúng ta qua cái giai đoạn kế tiếp. Rồi, sau khi cài đặt xong chúng ta bấm finish. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái máy chủ, chúng ta biết chuột vào máy chủ, ta sẽ chọn đây và chúng ta bấm scan để chúng ta quét cái máy chủ này. Kế tiếp là nó xuất hiện ở cái phần chúng ta tạo cái tài khoản demo. Thì trong cái phần này ở đây nó có nhiều cách tạo, giờ đây là cái tài khoản có sẵn, đây là tài khoản demo, tức là tài khoản mẫu thôi, cho chúng ta thực hiện giao dịch thử thôi. Chúng ta chọn check vào đây và chúng ta bấm next. Kế đến cái phần này thì chúng ta điền thông tin vào, chúng ta có thể điền đại khái, không nhất thiết là chúng ta điền đầy đủ thông tin. Ví dụ chúng ta điền nguyên nhân A, rồi quốc gia chúng ta chọn đại thì ở Việt Nam chẳng hạn, cái việc này không quan trọng, chúng ta điền đầy đủ cho có thôi. Ở đây chúng ta quận 1, quận 2 gì đó tùy, thành phố mình nghĩ là Chứng minh chẳng hạn. Cái địa chỉ thì chúng ta ghi cái gì cũng được, số 3 số 4 vậy được, chứ chừng nào nó trắng thế là được rồi, nó không còn hiện đỏ nữa, như vậy được rồi. Rồi còn cái font chúng ta ghi lại đánh cho 1, 2, 4, 5, 6 gì chẳng hạn, có không sao. Địa chỉ email này chúng ta cũng vậy, điện tượng trưng thôi, miễn là có cú pháp a cộng trong đó này, chấm gmail hoặc yahoo.com gì là được rồi. Sau đó chúng ta check để chúng ta quét, và thế là tài khoản demo đã được tạo thành. Lúc này chúng ta thấy tài khoản demo, cái hệ thống ở đây nó đã được kết nối qua tài khoản demo. Hồi nãy là nó notification, bây giờ nó đã thực hiện cái việc kết nối và thực hiện cái việc yết giá một cách sống động rồi. Kế tiếp là chúng ta trên biểu đồ hiện giờ nó đang rất là nhiều các sản phẩm. Bây giờ chúng ta vào trong cái phần cái bảng Market Watch này đây. Market Watch này chúng ta bấm chuột trái, chúng ta đưa chuột vô bất cứ sản phẩm nào cũng được, bấm chuột trái. Xin lỗi, bấm chuột phải. Sau đó chúng ta chọn là hai on. Đó. Thì bây giờ nó trên đồ thị nó chỉ xuất hiện bốn sản phẩm, thì bốn sản phẩm này á, nó tương ứng với là bốn cái cửa sổ hiện giờ đang hiển thị trên đây. Nhưng cái việc là chúng ta muốn tìm cái sản phẩm nào thì chúng ta thực hiện cái bước là đưa con chuột vô một khoảng trống chẳng hạn, khoảng trống đây đó, chúng ta bấm, chúng ta chọn phần symbol. Bây giờ chúng ta muốn phân tích vàng thì chúng ta tìm cái sản phẩm vàng, ví dụ như nó nằm trong cái phần metal này chẳng hạn. Nó sản phẩm vàng ở đây nó có phần như gold, thì chúng ta double click hai cái vô cho nó sáng cái màu vàng này lên, thì có nghĩa là nó sẽ xuất hiện ở ngoài cái phần market watch.
Kế đó thì chúng ta tìm, chúng ta download cái indicator và cái template bổ sung dùng để bổ sung vào trong cái giao diện của phần mềm MetaTrader 4 này cho nó đẹp nhưng dễ theo dõi. Thì chúng ta vào trong website là đầu tư tại nhà.com và chúng ta tìm xuống cái phần gọi là phần mềm giao dịch MT4 này đây. Chúng ta để download cái indicator này để chúng ta cài vào máy. Trong đây thì chúng ta có phần indicator là indicator lớp cơ bản, chúng ta lướt vào đây. Lướt vào đây thì chúng ta kéo chuột xuống thì ở đây nó có cái đường link. Đường link để chúng ta download cái indicator này. Chúng ta lướt vào đường link này. Lướt vào đường link này chúng ta sẽ được đưa đến một cái website để chúng ta download hai tập tin này. Chúng ta lướt chuột vào từng tập tin một, ta download về máy. Lấy tập tin trên, lấy tập trên tin trên, nó sẽ dẫn cho chúng ta đến một cái trang kế tiếp và việc còn lại là chúng ta download cái tập tin này về máy. Đây, thì chúng ta sẽ download cái tập tin này về máy, chúng bấm vào download, chúng ta download về máy. Chúng ta chọn nơi để chúng ta lưu trữ cái tập tin này, chúng ta hiện tại chọn vào đây để chúng ta tìm đến nơi lưu trữ thì chúng ta có thể thực hiện cái việc lưu trữ ở My Document giống như cái tập tin MT4 mà chúng ta cài hồi nãy chẳng hạn. Đó, đây đã bắt link được xong rồi, chúng ta chọn nơi chúng ta lưu giữ. Vào đây chúng ta chọn nơi lưu giữ. Thì chúng ta lưu vào trong phần mềm, trong cái document của cái máy tính mình. Chúng ta bấm save. Chúng ta bấm download. Kế tiếp là chúng ta đích vào đã download cái phần thứ hai của cái mục đó là phần template. Chúng ta lưu về máy, lưu trong cùng thư mục của cái indicator thì đều lưu vào trong phần document luôn. Chúng ta lưu vào đây, bấm save lưu lại. Đó. Thì bây giờ hai cái tập tin này nó được lưu vô trong cái mục của document. Hai cái tập tin này, hai tập tin indicator và tập tin template này. Thì hai cái tập tin này tôi nhắc lại là chúng ta vào trong cái diễn đàn đầu tư tại nhà để chúng ta download lại. Chúng ta download trong đó, click vào trong để download hai cái tập tin này về. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc giải nén cái tập tin thứ nhất là tập tin indicator này chẳng hạn. Giải nén tập tin indicator này. Chúng ta bấm chuột phải chọn vô tập tin để giải nén thì nó sẽ ra được cái phần đây là giải nén của tập tin đó đây, indicator của tài chính cơ bản đây. Nó giải nén thì nó ra được cái tất cả tập tin con. Và chúng ta bấm Ctrl A, chúng ta copy nó. Ctrl A chúng ta chọn toàn bộ. Sau đó chúng ta bấm chuột phải, chúng ta chọn copy. Copy để copy tất cả cái tập tin này, chúng ta vào trong cái file của cái phần mềm MT4 này, chúng ta chọn vào trong cái phần data folder của bên data folder này đây. Và chúng ta chọn vào đầu MP4, MP là 4 và chọn vào indicator. Và chúng ta bấm chuột phải và chọn dán nó vào đây trong thư mục này. Nó hỏi thì chúng ta bấm OK hoặc là chúng ta bấm replay luôn chẳng hạn, copy and replay luôn. Rồi, chúng ta chọn tiếp là Z. Nếu mà chúng ta chẹt vào trong cái đu này, ông nó đừng hỏi nữa thì chúng ta nó làm liên tục. Chúng ta lại trở ra ngoài trong cái tập cái thư mục My Document và chúng ta thì tiếp tục giải nén ở cái tập tin template.
là dạng đoán đầu tiên này, tôi bấm chuột phải để nó hiện ra, và sau đó chúng ta chọn vô là check here để giải nén cái tập tin thumbnail này. Và khi giải nén cái tập tin thumbnail này đó, à, giải nén tập tin thumbnail này đây tại sau đây tại trước các bạn, mà chúng ta click vào trong cái tập tin này để chúng ta copy cái thumbnail đó. Vậy thì chúng ta sẽ copy cái thumbnail có tên là candlestick này đây ở trong cái tập tin là tài chính, thumbnail tài chính cơ bản chẳng hạn, copy nó, bấm chuột phải copy nó. Sau đó chúng ta vào trong file, giống như là chúng ta đã làm qua đối với indicator, thì chúng ta vào file, chúng ta chọn là open data, chúng ta chọn open data folder. Riêng đối với tập tin template này thì chúng ta lại chép vào trong cái thư mục template. Hồi nãy indicator thì chúng ta chọn vào MV là 4, còn còn cái template thì chúng ta chọn vào đây, đếp vào đây chúng ta chọn. Chúng ta dán, bấm chuột phải chúng ta dán ở đây. Sau đó chúng ta tắt cái phần mềm MT4 đó. Tắt lại hết. Và khởi động ngược lại phần mềm MT4. Phần mềm MetaTrader 4 này đây. Bây giờ tất cả các cửa sổ đó đều mở ra. Thì bây giờ chúng ta muốn thấy được cái đồ thị nào. Ví dụ như chúng ta đây nó có đây 5 đồ thị, chúng ta muốn thấy xuất hiện đồ thị nào thì chúng ta chỉ cần là chọn đồ thị đó. Chọn gold thì nó xuất hiện đồ thị này, nó chọn ví dụ như là đô yên xuất hiện đồ thị này. Bây giờ chúng ta đang chọn gold. Chúng ta muốn nó xuất hiện cái đồ thị nào thì chúng ta chỉ cần việc đưa con chuột vào đến cái sản phẩm đó, chúng ta bấm chuột phải, chúng ta chọn là chart window đó, chọn chart window. Lúc này một cửa sổ của sản phẩm nó sẽ xuất hiện đó, thì chúng ta thấy rằng sẽ chọn xong thì cửa sổ này là cửa sổ của vàng xuất hiện. Bây giờ cái nền nó mà còn khá tối, nến màu xanh màu trắng, nền khá tối thì chúng ta đổi giao diện cho nó đẹp hơn thì chúng ta thay đổi lại. Và chúng ta vào trong cái phần là cái mục nữa đây, ở đây phần template này chúng ta lại chọn candlestick. Cái template candlestick là cái hồi nãy mà chúng ta đã chép chồng vô trong cái thư mục template đấy. À, chúng ta chọn qua đây candlestick thì lúc này đây một cái giao diện rất là đẹp và sáng để chúng ta dễ theo dõi. Đây là cái giao diện của cái sản phẩm vàng. Nói như vậy thì cái việc chúng ta cài các indicator và template vào trong cái máy tính cho chúng ta ở trong phần mềm giao dịch MT4 để chúng ta dễ theo dõi. Để thực hiện được cái điều này thì các bạn cần phải kiên nhẫn và thực hiện một cách trình tự theo cái video này. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.